Chào các bạn. Ở mà tôi nhận cái bản trình bài văn vẽ có chi tiết trục này, và thông qua đó tôi nói về ba cái ý. Cái đầu tiên là việc là mình sẽ xoay chuyển các cái hình biểu diễn, hình chiếu góc của nó là như thế nào. Cái thứ hai là cách mà mình sẽ lược bỏ một số đối tượng khi mình tạo bản tạo hình chiếu. Và cái thứ ba là cách mà tôi giống các hình biểu diễn với nhau. Thì chúng ta bắt đầu. Tôi vào new, tôi chọn cái bản vẽ drawing, ví dụ như là tên là cái là bản vẽ mình là cho cái trục nha các bạn. Ok, thì nếu như mình setup một lập duyệt và mình mở sẵn cái file part của mình ra, thì mặc định Creo sẽ nhớ cho mình luôn là cái tên của chi tiết ở đây là cái model cần cần tạo bản vẽ. Còn nếu như các bạn mở new bản vẽ là từ đầu á, các bạn có thể là browse tới cái model mà mình cần làm bản vẽ. Thì ở đây nó có là template và format, tức là tại những cái bản vẽ mẫu hoặc những khung tên mẫu thì tôi sẽ dẫn nó ở một cái bài tập tiếp theo. Còn bây giờ ở đây tôi tạm thời tôi dùng cái khổ giấy là cái loại là empty và khổ giấy là A3 nhé. Khi vào một trường drawing thì các bạn biết là mình đầu tiên là mình phải tạo cái hình chiếu, một cái hình chiếu cơ bản đầu tiên, nó gọi là general view. Các bạn thấy nút general view đi cũng được, hoặc là các bạn nút phải chuột, các bạn chọn là general view. Các bạn click để bất kỳ để mình đặt cái hình biểu diễn vào. Thì Creo nó cho mình là ba tùy chọn để mình xoay cái hình 3D của mình về những cái hình biểu diễn 2D. Nó là view, general, geometry reference hoặc là angle. Thì tôi sẽ làm ở cái phần là geometry. Và những cách tôi sẽ nói một clip tiếp theo. Thì đầu tiên là các bạn cần cho nó biết là cái mặt mặt phẳng front là cái mặt mà mình sẽ nhìn trực diện vào, nó là cái mặt nào. Thì ví dụ như đây tôi muốn mặt phẳng front là mặt phẳng này đi, tôi chọn anh này một cái. Rồi, như các bạn biết là một một mặt phẳng không thì không đủ để xác định được cái hướng của cái chi tiết. Ví dụ như tôi nói rằng là cũng là mặt phẳng front này, cái thằng này nhá. Nhưng thấy nó quay hướng này các bạn. Đây cũng là front đúng không nào? Các bạn thấy là quay như vậy cũng là front đây. Các bạn có thể quay qua hướng này cũng là front đây. Hoặc bạn quay một góc bất kỳ, nó cho mặt phẳng front hết. Cho nên các bạn phải thêm một cái chuẩn phụ nữa. Ví dụ tôi muốn là bây giờ cái anh right nhá, là cái anh này đi, là làm right của tôi. Thì nó như vậy. Nhưng các bạn thấy nè, tôi đã muốn thế này, tôi là muốn cái phần vai của tôi, cái phần này nè các bạn, cái phần vai này nè, đây nó nằm ra phía ngoài. Còn bây giờ mặc định kia tôi chọn á là nó nằm vô trong mất rồi. Thì cách nào để các bạn có thể là đưa nó ra lại phía ngoài, thì mình thấy đây mình chuyển sang cái thẻ thứ ba, cái tùy chọn thứ ba mình là angle. Cái tùy chọn này là gì? Creo cho phép mình là xoay cái hình biểu diễn của mình theo một cái trục mà cho trước. Nó sẽ có bốn loại các bạn, ví dụ như là cái trục mà vertical, tức là cái trục mà nó thẳng đứng. Cái trục horizontal là cái trục nằm ngang. Cái trục normal chính là cái trục mà vuông góc với màn hình của chúng ta. Và cái x-axis là một cái trục bất kỳ như mình chọn. Thì ở đây tôi muốn nó xoay ngược ra 180 độ, thì tôi chỉ việc chọn cái trục xoay của tôi là horizontal trước cái trục nằm ngang nè, nhưng mà chỉ góc vào là 180 độ. Tôi đồng ý. Thì các bạn thấy đây, lúc này thì cái anh này đánh hướng ra ngoài rồi. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo một hình chiếu chiếu cảnh của nó. Thì lưu ý rằng các bạn biết trên thế giới nó có tồn tại là hai cái trường phái để mà chiếu. Một cái là theo tiêu chuẩn giống như là gọi là ISO á, tức là góc nhìn thứ nhất, và cái tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn của Mỹ là góc nhìn thứ ba. Thì theo kiểu Việt Nam mình sẽ ISO, tức là nếu mình nhìn từ bên đây, mình nhìn qua thì sẽ là hình chiếu ở bên đây. Còn nếu mà kiểu của Mỹ á, thì là họ đứng đâu để họ chiếu á, họ sẽ là hình chiếu ở đó. Thì bây giờ tôi mặc định của thằng Creo này á, là nó để hình chiếu theo cái phương của cái cách nhìn của Mỹ, tức là đứng ở đâu nhìn thì đặt hình biểu diễn ở đó. Thì tôi sẽ chuyển về cái kiểu của ở Việt Nam. Tất nhiên là các bạn có thể là cấu hình cái file này lại để nó sẽ nhớ hoài, nhưng mà giờ đây thì do tôi cái mục đích chính của bữa ngày hôm nay á, tôi nói về phần hình biểu diễn cho nên tôi chỉ làm tôi làm thế này các bạn, tôi chỉnh trong đây thôi. Rồi sau này tôi sẽ dẫn các bạn cách là để nó nhớ hoài luôn. Các bạn thấy đây nó có cái phần tên là position type, đây nó là third angle thì mình để lại là first angle nhé, là mình sẽ nhìn theo kiểu Việt Nam đấy. Rồi bây giờ nếu như tôi muốn đặt ở đây đúng không, thì từ đây nè, tôi nhìn qua đây tôi đặt nó bên đây luôn, tôi chọn nó lên nút phải chuột và tôi để chức năng là projection view ha, mình đưa nó qua đây. Rồi bây giờ tôi tạm thời tắt vào phần chuẩn dễ nhìn đi nhá, tắt hết đi nè. Mà thấy giấy A3 mình ví dụ như nó nhỏ lắm, tôi cho tỷ lệ 1:1 luôn cũng được. Bạn thấy nè, tôi không di chuyển được tại vì sao, tôi đã nó bị lock rồi. Thì bạn thấy là lock nó ra, bạn di chuyển nó qua đây. Rồi bây giờ tôi sẽ để nó hình cái dạng là thấy đường khuất nha. Tôi property nó, tôi để ví dụ như để là dạng là hidden, là có đường khuất.
Thì các bạn thấy nè, nó có rất là nhiều đường các bạn, nó rất là nhiều đường ở đây. Giả sử như bây giờ tôi cũng là nhìn từ bên đây nhìn qua, nhưng tôi chỉ muốn thấy những cái đối tượng từ đây nè tới cái vai này thôi, cái phần sau tôi không thấy nữa. Thì tôi sẽ có cái tùy chọn trong reel các bạn là clip thế này, ví dụ như bạn để là view area đây nè, các bạn chọn cái z direction ở đây, đây một cái, và bạn nói là tôi chỉ muốn thấy tới đây thôi, các bạn chặn nó lại ở đây các bạn, ok. Thì các bạn thấy nè, lúc này những cái phần tử mà ren này, những phần tử ren này là nó không thể hiện nữa, nó chỉ thấy còn chớ nhìn tới đây thôi. Đấy là cái chức năng là clip dùng các bạn là lọc bỏ bớt những đối tượng phía sau cái mặt mà bạn chọn. Bây giờ tôi tới một cái tùy chọn thứ ba nữa là cái tùy chọn mà align là giống hình biểu diễn. Giả sử như bây giờ tôi muốn tạo một hình biểu diễn mới, general view nữa nha. Tôi đã như vậy. Bây giờ tôi muốn mặt này là mặt chính gì là mặt này nha, mặt front nha các bạn. Tôi chọn đây nè, tôi chọn đây là mặt front. Mặt này cũng là dụ như là mặt right của tôi đi nha. Right là mặt này đi. Thì các bạn thấy nè, do hai anh này á nó không quan hệ với nhau hết, cho nên là các bạn thấy là chạy tự do, các bạn thấy không? Chạy tự do được đây. Nhưng trong tình huống tôi muốn giống nó thẳng hàng với anh này thì tôi có làm được không? Thì cho tôi là được các bạn, rất là dễ. Các bạn chỉ việc đúp vô đây một cái, các bạn nhỏ có thể là alignment và mình gọi là giống nè. Ví dụ mình giống theo phương là phương thẳng đứng thì mình chọn là vertical, rồi mình hỏi là hỏi giống với ai, tôi nói tôi giống với anh này. Ok, các bạn thấy đây, thì khi đó là mặc dù mình đưa vào độc lập nhưng bây giờ nó đã có cái gì rồi, nó đã được giống thẳng hàng với anh phía trên rồi. Đương nhiên nếu các bạn muốn là không muốn giống nữa, các bạn có thể là double click vào đây và các bạn để chế độ là bỏ giống đi. Thì và ngoài cái việc là giống mặc định như vậy á, nó còn có những cái tùy chọn là custom, tức là mình giống một đối tượng bất kỳ trên hình biểu diễn này so với một đối tượng bất kỳ trên hình biểu diễn còn lại. Ví dụ tôi muốn nha, custom đi, tôi nói bây giờ tôi muốn giống cái anh này nè, giống cái cạnh này nè, ngay hàng với cái cạnh cạnh này. Thì các bạn thấy đây nha, nó sẽ là cũng như vậy. Đấy, nghĩa là cho phép mình giống là bất kỳ đối tượng nào với nhau cũng được. Thì ở đây tôi nghĩ chắc là cũng ít người xài cái tình huống này, nhưng tôi vẫn muốn nói để lỡ trong tình huống các bạn có nhu cầu xài thì các bạn có thêm công cụ để bạn xài trong tình huống đó. Còn bây giờ tôi sẽ xài mặc định thôi nhá, tôi để là original đi. Rồi, bài tập này tôi nhắc cho bạn là ba yếu tố. Cái thứ nhất là cái việc là mình định vị hình biểu diễn, xoay cái hình chiếu của mình. Cái thứ hai là cái việc là bạn xóa bỏ bớt một số đối tượng mà không cần thiết khi xem hình biểu diễn của mình. Và cái thứ ba là các bạn giống hình biểu diễn này so với hình biểu diễn còn lại. Rồi, cảm ơn các bạn.